Chào mừng các bạn đã đến với kênh của cộng đồng in.com. Hôm nay mình đang chuẩn bị in test cái mực dầu lên trên vải. Để in test thì hôm nay mình đang chuẩn bị một cái khung lưới 300 mắt. Sử dụng mắt lưới 300 thì in mực gốc dầu. Mình đang ở đây là các bạn có thấy mình đang dùng băng dính để tạo hình cái khu vực cần in. Mình tạo một cái khu vực, một cái ô vuông trên khung. Và sau đây là đến công đoạn in test trên cái vải. Mực mình sử dụng là cái mực trong suốt mà mực gốc dầu đấy. Đầu tiên là mình sẽ bôi một cái cho một ít mực lên. Cái mực này là nó chưa có dung môi nên là nó đặc, kéo ít nên là mình cũng không sử dụng dung môi, dùng mực gốc luôn đó. Và bây giờ tiến hành là bước kéo mực lên sàn mực, xong rồi kéo lên. Và đấy, kéo cái mực này kéo lên là nó lần đầu tiên mình kéo này là nó không xuống nhiều, tại vì là nó đặc quá. Đấy là mình phải quyết lại rất nhiều mấy lần đấy, khi mà kéo xong ấy thì nó dính cái lớp áo lên là nó mực nó xuống rồi đấy. Để tạo mặt phẳng cần in thì mình dùng một cái khung này mình lồng vào bên trong áo, tại vì cái áo này là cái áo in rồi nên là nó bên trong nó hơi gồ ghề. Cái về phần tay áo thì cái phần này nó cũng phẳng sẵn rồi, không cần phải kê lót cái gì ở bên trong, đặt lên mặt phẳng có định vị vào là có thể in được thôi. Mình cũng tiến hành tương tự như với in phía sau lưng áo, là cũng phải tạo một cái phần khung ô chữ nhật để mình in, tạo một cái hình in trên cái khung, một cái khu vực in trên khung, là sử dụng băng dính để định vị. Bước tiếp theo là lấy mực ra, vẫn là lấy cái mực trong gốc dầu hoặc trong suốt gốc dầu ra. Do là in test là mình cũng không pha, và lấy trực tiếp ra luôn, mực nó đặc. Mực đặc như này thì trong quá trình kéo mình kéo đến 3 lần. Đây các bạn cùng theo dõi. Do là cái mực nó đặc nên là dẫn đến cái hiện tượng kết tơ. Đây các bạn thấy không? Nó kết tơ trên cái lưới. Cái này là có một lớp 100 lên rồi nhá. Đấy, thấy không? Đấy. Có một lớp phủ này không? 100 nhá. Cái này để nó khô, cái này sẽ để khô để test. Cái logo này. Về cái logo nhỏ này nhá. Thì về cũng lồng vào thôi. Lồng cái gì đấy vào đây, một cái miếng gì đấy vào đây, xong kê lên đây, lồng vào xong đặt vào là xong. Miếng mút hay là miếng gì đấy kê lên là được. Ok, đây sau đó mình tính sau đó bật vào. Ok, sẽ từ bốn sau đây để xem lên cái này, xem lên đây hai hàng cái này cái kê cái quần này. Quần này nó phẳng, cứ để lên này là in rồi, được. Quần này in được này, để phẳng là lấy được. Với cái quần này thì nó cũng phẳng nên là mình cũng tạo một cái khu vực in trên cái khung và để in test lên. Vẫn sử dụng băng dính để tạo cái vùng in ở trên khung như ở trên áo. Tuy nhiên là lần này mình chỉ in một nửa và một nửa không in, cái cả một cái chữ này một nửa không in để khách về test, và một bên in và một bên không in thì nó khác nhau gì không, test giặt. Ok,
Và giờ đều đến cái công đoạn in. Với quần này thì anh in một nửa này, một nửa này để lại nhé. Nào, phẳng này, không vấn đề gì. Cứ đặt thôi. Đang mực cho đây này. Một cái ạ, để cho tôi mua được ạ. Được ạ. Cho tôi một góc vào. Đó, trắng. Nó nặng lắm, cái này để cho tôi mua rồi kéo vài lần. Thì cái này nó cũng dầu nên phải dùng mắt tới cao ấy. Nhưng mắt tới thưa thì nó cũng nhiều. Cái góc dầu bây giờ dùng mắt tới cao. Ok nhá. Kéo cho nó đặt đặt đi xuống này, ta đi xuống này, đi xuống này. Ok, nó đặt đây là kéo tơ là người in test. Đây nhá. Chữ ho ra này thì là chữ ho là không in. Chữ ho là không in này. Chữ ho không in và chữ đa là in nhá. Đấy, ok. Các bạn muốn biết kết quả hãy đăng ký kênh của Cậu Ngọc Linh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.